Các bạn đang nghe audio ngôn tình Hà Môn Kinh Mộng 3 Đừng Để Lỡ Nhau tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió, mình để dưới phần mô tả để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Tập 50, quyển 6, chương 288, người đàn ông ngốc nghếch nhất trên đời. Giọng của Hứa Đồng rất khẽ, tự như làn khói cà phê cuốn quanh đầu mũi, không thể nắm bắt được trọng lượng, nhưng nếu nhìn kỹ cô ấy, giữ sự bình thản, đầu mày hơi nhíu lại, khiến vẻ mặt càng có phần khó xử. Nhưng một câu nói đơn giản đó, thực sự khiến tâm trạng Tố Diệp kích động, cô gần như kinh hoàng tới nỗi suýt bật dậy, giọng điệu cao vút lên, không thể đè nén. Anh điên rồi sao? Với tính cách của Ni Mễ Ngàn, nếu thật sự có người ép buộc anh nhất định sẽ làm. Đó cô đã bắt đầu nổi một hình ảnh như thế này. Diêm Ngọc tuy kiềm chế giọng nói của mình nhưng vẫn khó giấu nổi tâm tình điên loạn. Còn Ni Mễ Ngàn nhẫn nhịn hết lần này tới lần khác. Lúc đó hai người giằng co, anh đã lập tức cầm chai rượu cồn lên. Trái tim cô rít gào như gió xuyên qua hang động, vang lên những tiếng vù vù đau đớn. Ngay tiếp đó, một nơi sâu nhất trong người nảy sinh ra một sự phẫn nộ. Cảm giác phẫn nộ và đau thương hòa vào nhau, nhanh chóng nuốt trọn ý chí của cô. Cô siết chặt bàn tay, chỉ muốn đi tìm Diêm Ngọc tính sổ ngay lập tức. Ni Mễ Ngàn là người đàn ông của Tố Diêm này, còn chị ta có quyền gì được làm khó người đàn ông của cô như vậy? Chị ta có tư cách gì yêu cầu người ấy phải làm thế này, làm thế kia? Hứa Đồng thấy vậy, vội vàng xoa dịu tâm trạng của cô, nhẹ nhàng nói. Tôi nghĩ lúc đó chẳng qua Diêm Ngọc chỉ muốn để Tổng Giám Đốc không đi mất. Chuyện uống rượu cồn này, chị ta cũng không cố ý đâu. Chị ta chắc chắn là không ngờ Tổng Giám Đốc Niên này vì muốn bỏ đi đã uống thật. Anh ấy đã uống bao nhiêu? Tố Diệp nhói lòng. Dạ dày của anh vốn không tốt, đó là loại rượu dùng riêng trong y học. Sao cứ có thể nói uống là uống chứ? Nước xuống cũng uống mấy ngụm, nhưng ngay lập tức bị Diêm Ngọc giằng lại. Tôi nghĩ chị ta cũng nghĩ Tổng Giám Đốc điên thật rồi. Nếu Diệp Ngọc mà đứng trước mặt cô giờ phút này, Tố Diệp sớm đã tát cho chị ta một cái bạt tai rồi. Giờ cô chỉ muốn xông ngay tới nhà họ Diệp, lôi Diệp Ngọc ra mắng một trận. Bác sĩ Tố, tôi biết cô lo lắng chuyện gì. Hứa Đồng cũng hùng hổ, có đôi mắt tinh tường, nhận ra Tố Diệp vừa đau đớn vừa tức giận. Yên tâm đi, sau khi ra khỏi bệnh viện, Tổng Giám Đốc đã nôn ra không ít, cũng uống thêm rất nhiều nước, không sao đâu. Đương nhiên, Tố Diệp biết anh không sao. Tối hôm đó cô hoàn toàn không phát hiện ra anh có điểm gì bất thường, ngoài mùi rượu phảng phất ở cổ áo, chắc chắn đã nhỏ vào khi Diệp Ngọc giằng qua giằng lại chai rượu. Cô vẫn luôn nghĩ anh đã uống rượu hoặc thấm rượu ở đâu đó, không ngờ khi xảy ra chuyện này. Hít sâu một hơi, nhưng nỗi đau trong lòng vẫn không hề thuyên giảm. Một lúc sau, cô mới từ từ mở bàn tay đang nắm chặt ra, lòng bàn tay đã bị nắm đến tê dại. Cô nhìn Hứa Đồng, chân thành nói. Sau này nếu còn xảy ra chuyện như thế này, mong cô bất luận như thế nào cũng phải trông chừng anh đấy, đừng để anh ấy làm tổn thương hại bản thân như thế nữa. Anh làm vậy, cô còn đau hơn anh. Hứa Đồng nhìn cô rất lâu, rồi thở dài. E là gặp phải những chuyện có liên quan tới cô, Tổng Giám Đốc sẽ không nghe lời bất kỳ ai. Anh ấy có sự cố chấp của mình, cũng có sĩ diện của mình. Người có thể ảnh hưởng tới quyết định của anh ấy chỉ có một mình bác sĩ Tố thôi. Tố Diệp cũng nhẹ nhàng thở dài, nghe xong những lời Hứa Đồng, cô không biết nên vui hay nên buồn nữa. Còn một chuyện tôi phải nhắc nhở bác sĩ Tố. Nét mặt Hứa Đồng trở nên nghiêm túc, Tố Diệp ngước mắt nhìn cô ấy. Bất luận cô có cam tâm tình nguyện như thế nào, thì trong mắt người ngoài, Tổng Giám Đốc vẫn là con rể của nhà họ Diệp. Chuyện này không liên quan tới việc anh ấy và Diệp Ngọc như thế nào. Có những mối quan hệ không phải trò chơi trẻ con, nói chấm dứt là chấm dứt. Một chuyện tưởng chừng rất nhỏ nhặt cũng sẽ gây lên những phiền phức chí mạng. Chắc bác sĩ Tố cũng hiểu về hiệu ứng cánh bướm. Đối với Tổng Giám Đốc mà nói, thứ thực sự ảnh hưởng tới anh ấy chỉ có ý nguyện, nguyên lý chi hiệu ứng này mà thôi, chứ không phải là bản thân của Diêm Ngọc. Nhưng bây giờ anh ấy làm, chẳng qua chỉ muốn giảm khả năng xảy ra những chuyện ngoài ý muốn xuống mức thấp nhất. Hứa Đồng nói rất chân thành, Tố Diệp cũng lắng nghe rất nghiêm túc. Cô hiểu rõ ý trong lời của cô ấy, cũng hiểu rõ những lo lắng mà Hứa Đồng đang che giấu. Cô vô thức xoay tách cà phê như đang suy nghĩ chuyện gì. Có một câu cô nói sai rồi, đi theo anh ấy tôi chưa bao giờ không cam tâm tình nguyện.
Cho dù tới cuối cùng, anh ấy đưa ra một quyết định tồi tệ nhất. Quyết định tồi tệ nhất, ý cô là gì? Hứa Đồng mỉm cười. Tố Diệp từ từ cụp mắt xuống, cà phê trong cốc đã nguội ngắt từ lâu, lớp vỏ sứ khiến từng đầu ngón tay cô mất đi tri giác. Ví dụ như, cả đời này anh ấy cũng không thể thoát khỏi thân phận làm con rể nhà họ Diệp, làm chồng của Diêm Ngọc. Nghe xong, Hứa Đồng rõ ràng rất kinh ngạc, cô ấy nhìn Tố Diệp hồi lâu mới nói. Cho dù là thật như vậy, cô cũng yêu anh ấy. Chỉ cần anh ấy còn yêu tôi. Lúc Tố Diệp ngước mắt lên, đáy mắt như có một ngôi sao lấp lánh, lướt qua. Hứa Đồng không ngờ cô lại nói vậy, cũng không nghĩ cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng một kết cục tồi tệ nhất. Cô ấy khẽ lắc đầu, cảm thán. Tôi thật sự rất không phục cô, nếu đổi lại là tôi. Nói tới đây, cô hơi chần chừ. Tố Diệp mỉm cười đợi cô ấy nói tiếp. Hứa Đồng cũng cười, nhưng lại lắc đầu. Nếu đổi lại là tôi, gặp được một người đàn ông đáng yêu như vậy, đợi bao lâu cũng xứng đáng. Xem ra hai chúng ta coi như có thần giao cách cảm. Không khí cuộc nói chuyện giữa hai người trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Tới cuối cùng, Hứa Đồng lại nói. Thật ra, khả năng tồi tệ nhất mà tôi nghĩ tới là anh ấy sẽ bỏ mặc tất cả, dẫn cô rời khỏi đây. Cô không về nhà họ Diệp, anh ấy cũng rời xa thế giới kim cương. Quan hệ của hai người sẽ chuyển tiếp một cách tự nhiên. Dù sao thì xã hội này rất phù phiếm, làm gì có ai chăm chăm vào một tin tức mãi không chịu buông. Nếu như vậy, tôi thà không bao giờ lộ ra. Tố Diệp khẽ lắc đầu. Tinh Thạch là tâm huyết của anh ấy, đến tôi còn không muốn lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp, huống hồ là anh ấy, tôi sẽ không để anh ấy phải đối mặt với sự lựa chọn này. Vừa rồi chỉ là giả thuyết của tôi thôi. Hứa Đồng thở dài. Tôi đã quen khi nhận một vấn đề, luôn phân tích rõ khả năng tốt và xấu nhất. Tố Diệp hiểu, đây là thói quen nghề nghiệp của cô ấy. Ngoài cửa, có một cơn gió thổi qua, quét qua đám lá khô xuống đất. Lá bay đầy trời, che cả nắng, những tia sáng lốm đốm rơi xuống gương mặt Tố Diệp, đôi mắt cô trở nên khi sáng khi tối. Có một chuyện tôi vẫn không hiểu. Cô hỏi Hứa Đồng. Cô không coi tôi là kẻ thứ ba sao? Dưới con mắt của người ngoài cuộc, dù sao thì Diệp Ngọc mới là vợ chính thức. Rất đơn giản, tôi chỉ trung thành với tổng giám đốc. Hứa Đồng đáp rất dứt khoát. Tôi là trợ lý của anh ấy, chứ không phải là trợ lý của tập đoàn Tinh Thạch. Công việc của tôi là nghĩ những gì ông chủ không nghĩ, làm những việc ông chủ không tiện làm. Nói cách khác, nếu ngày mai tổng giám đốc yêu một người con gái khác, tôi cũng sẽ nói với cô ấy những lời này. Tố Diệp ngẩn người, giây lát rồi bật cười. Có thể làm việc một cách chuyên tâm như vậy, e là chỉ có mình Hứa Đồng. Thế là cô cũng không hỏi nhiều nữa. Lúc sắp ra về, cô móc từ trong túi áo ra một chiếc đĩa CD đặt trước mặt Hứa Đồng. Chính là thứ cô vừa lấy từ trong phòng làm việc. Hứa Đồng đón lấy, nhìn mãi, vẫn không hiểu. Tố Diệp cười. Cứ chưa cho đi mấy ngàn đi, thứ này đáng nhẽ tôi phải đưa cho anh ấy lâu lắm rồi. Thu về, ban ngày càng lúc càng ngắn ngủi. Tan ca ra khỏi tòa nhà, lại trời đã tối đen rồi. Đèn đường ở khu Salium đã được bật sáng, khu Village đối diện cũng rực rỡ màu sắc. Cổng thể Bắc của và Salium là hai con đường giao nhau. Hạng mục của Salium đối với nhanh chóng được khởi công, các hàng rào bên đường đã được bày kín như bánh tét. Nghe nói, bất động sản thái cổ của Hồng Kông đã liên kết với quỹ ngân hàng bất động sản của ngân hàng Moraes Daily, bỏ ra 4 tỷ 800 triệu nhân dân tệ để mua về cổ đông cho dự án đặc biệt khu Salium, định tạo dựng một khu nghỉ ngơi trong mơ. Có trong mơ hay không, Tố Diệp cũng chẳng quan tâm. Qua loa chẳng qua chỉ là thay một cái logo. Đối với cô mà nói, phải đi mua sắm thì vẫn đi, các cửa hàng mới ùn ùn xuất hiện, giá cả cũng đâu có giảm. Nhưng tối nay, cô chẳng còn tâm tình đi dạo phố nữa. Tan làm, cô mặc kín quần áo, đi về nhà, từ chối cuộc sống về đêm xa hoa trốn thành thị. Ở cửa hàng tạp hóa dưới nhà, cô mua 2 hộp mì tôm. Lúc đi qua hiệu thuốc, cô chợt dừng bước, ngẫm nghĩ rất lâu mới đi vào, mua thêm 1 chai rượu cồn. Vừa về tới nhà, không khí có phần lạnh lẽo, cũng biết vì nhiệt độ tối nay giảm xuống. Cô bèn bật điều hòa trước, đợi cho nhà cửa ấm lên mới chậm chạp chuẩn bị đi úp mì. Vừa lật túi bóng ra, tay cô chạm ngay vào chai rượu cồn cũng được để trong túi. Cầm ra nhìn một lúc lâu, cô mới mở nắp, mùi rượu cồn xộc vào mũi, chạy thẳng lên não. Cô nhớ lại mấy lời lúc chiều Hứa Đồng nói,
Cô ấy nói Diệp Ngọc đã ép Ni Mễ Ngạn uống rượu cồn, chỉ uống mới được phép đi. Cô ấy lúc đấy đã nói anh uống mấy ngụm. Mấy ngụm rốt cuộc là bao nhiêu? Cô không biết, có khi Hứa Đồng cũng chẳng biết rõ Ni Mễ Ngạn đã uống bao nhiêu. Tóm lại, anh đã uống rồi, bất kể là một ngụm hay mấy ngụm. Như ma xui kỳ khiến, Tố Diệp kẻ chai rượu cồn lên môi, hít sâu một hơi, rồi nín thở, ngẩng đầu lên, nhắm chặt mắt lại. Cô uống ở ngực một ngụm rượu cồn vào trong bụng, rồi vứt chai rượu xuống. Một giây sau, cả người phi như tên lửa tới nhà vệ sinh, ho sặc sụa, từ miệng, khí quản cho tới dạ dày, mọi tế bào trong cơ thể đều chịu khó chịu như lửa đốt, còn chưa được một hơi, đã không chịu nổi. Cô ra sức xúc miệng, rồi lại chạy vào phòng khách, liên tục uống nước. Nhưng thực quản vẫn đau rát như vừa uống phải một que hàn đỏ lửa, dạ dày cô thắt như đang phản kháng hành vi không màng tới tính mạng của cô. Không biết đã uống bao nhiêu nước, uống tới nỗi nước mắt cũng trào ra, Tố Diệp mới đặt cốc xuống bàn, cả người nằm ngục lên sofa. Nước mắt không kìm ném được, rơi tí tách, thì ra uống nhiều nước, con người ta cũng dễ khóc hơn. Trái tim cũng đau nhói như dạ dày vì cảm giác bỏng rát của cơ thể, càng vì hành động của Ni Mễ Ngạn. Nếm thử rồi cô mới biết nó đau đớn như thế nào, khó chịu như thế nào, nhưng anh còn chẳng nhíu mày lấy một cái. Đây là lần đầu tiên Tố Diệp òa khóc về hạnh phúc. Cô cứ tưởng những người hạnh phúc chỉ biết cười thôi, vậy mà niềm hạnh phúc này lại khiến cô phát khóc. Nước mắt không ngừng rớt xuống, thấm ướt áo. Cảm giác nóng bỏng cuốn cả vào da thịt như đang phát huy tàn dư của rượu cồn ban nãy. Cô không ngừng gọi thầm tên Ni Mễ Ngạn trong lòng, ra sức mắng anh là đồ ngốc. Đúng, anh chính là một người đàn ông ngốc nghếch nhất trên đời. Cô ghét anh như vậy, cho dù hôm đó anh nói rõ chuyện của cô, trái tim cô cũng sẽ không đau như tối nay. Có những lời, một khi được kể lại từ miệng người khác, nỗi đau sẽ tăng lên gấp bội. Quyển 6, chương 289, người phụ nữ của ai không được chạm vào. Cũng chẳng thể tính được mình đã khóc bao lâu, chỉ biết cuối cùng cô đã thiếu tán chút nước ít ỏi trong cơ thể. Lúc này, Tố Diệp mới ngừng lại, đỏ mặt, xù xì mũi, đi dép lê vào nhà bếp. Rượu cồn đã vương vãi ra đất, bốc mùi nồng nặc, nửa gói mì tôm móc giờ vứt đó, giờ cũng chẳng muốn ăn nữa. Dạ dày vẫn còn cồn cào như thiêu đốt, huyệt thái dương cũng giật lên liên hồi. Cô tắm qua loa một chút, sau đó cũng chẳng còn tâm trạng đi xem phim hay đọc sách chuyên ngành giết thời gian như mọi lần. Cô lên tầng 2, nằm vùi vào chăn, cầm điện thoại trong tay loay hoay một hồi, cuối cùng vẫn không gọi cho Ni Mễ Ngạn. Có lẽ muộn một chút nữa, cô mới dám gọi cho anh. Quay về Bắc Kinh, cô biết rõ trong mối quan hệ của hai người, cô chỉ có thể lựa chọn làm người bị động, không được yêu đương công khai. Một khi nắm quyền chủ động, sợ rằng cuối cùng cả hai đều sẽ gặp rắc rối. Đang mơ hồ, dưới nhà bỗng vang lên tiếng chuông cửa. Tố Diệp chợt mở mắt, lúc này mới phát hiện chẳng biết mình đã thiếp đi từ lúc nào. Cô nhìn đồng hồ trên tường, sắp đến 10 giờ đêm rồi. Chuông cửa vẫn kêu từng tiếng nhã nhặn, giờ này còn ai tới nữa nhỉ? Cô xuống nhà, đi tới cửa. Khi mở cửa ra, Tố Diệp chết sững. Đó là Lê Mãnh Ngạn. Anh đứng dựa vào cửa, dáng vẻ như lười biếng lại như mệt mỏi, cái bóng dài che khuất cả một khoảng sáng của hành lang. Thấy cô ra mở cửa, bờ môi mỏng gợi cảm hơi cong lên, ánh mắt ngập tràn dịu dàng và ấm áp. Điều càng khiến Tố Diệp kinh ngạc hơn là anh còn cầm trong tay một bó hoa lớn. Nhìn kỹ, đây chính là hoa súng đang nở mùa này, nhưng nó có màu tím đậm, cực kỳ hiếm gặp. Từng bông còn đang chùm chím đợi nở. Được cảnh đêm bao phủ, mỗi bông hoa đều rất đẹp và tinh tế. Đầu óc của Tố Diệp nhất thời không thể hoạt động được. Cô cứ ngây ngốc nhìn người đàn ông ngoài cửa. Cô không nghĩ rằng muộn rồi anh còn tới đây, càng không ngờ trong tay anh lại ôm một bó hoa súng to đến vậy. Tặng em. Ni Mễ Ngạn đứng ngoài cửa, đưa bó hoa trong lòng cho Tố Diệp trước. Tố Diệp chớp chớp mắt, đón lấy, cô mở lòng một mùi hương thanh nhã, còn thấm cả hương gỗ mộc của riêng anh, kết hợp lại trở thành một mùi hương ấm nồng và cảm động. Anh chỉ đặc biệt tới tặng hoa, sau đó rời đi sao? Ôm chặt bó hoa súng trong tay, bên trên còn đọng nguyên hơi ấm của tay người đàn ông, cô ngây ngốc hỏi. Vậy em muốn anh đi ngay sao? Ni Mễ Ngạn buồn cười vì dáng vẻ của cô, khóe miệng cong lên rất đẹp. Lúc này Tố Diệp mới phản ứng lại. Một giây sau, cô kéo anh vào.
Không đâu. Đợi cánh cửa sau lưng sầm lại, mình mới ngạc nhiên cơ hội ấy, giơ tay ra, ôm cỏ hoa và người vào trong lòng. Tố Diệp cũng buông một tay ôm chặt lấy anh, tham lam hít hà mùi hương của anh. Đêm yên tĩnh, hai người không ai nói câu nào, chỉ trao nhau cái ôm tình cảm, để đêm tối tĩnh mịch như thế nào cũng hòa thêm một sự ấm áp. Tố Diệp nép trong lòng anh, có một khoảnh khắc cô cảm thấy đây là một giấc mơ. Khi cô nhớ anh nhất, anh đã xuất hiện còn ôm chầm lấy mình. Cô ngẩng đầu, ánh mắt men từ khuôn mặt sạch sẽ tới tận đôi mắt và trầm sâu sắc. Sao anh lại tới đây? Cô cất giọng hơi khàn, chứ Ngơ Đồng đã nói gần đây anh rất bận, còn cô tưởng sẽ không gặp anh trong một khoảng thời gian dài. Ninh Mỹ Ngàn cúi đầu, cười hỏi. Anh không được đến sao? Đương nhiên là được. Khi hơi thở của anh phả vào mặt cô, cảm giác nóng hổi chân thực nhắc nhở cô tất cả đều là hiện thực, không phải là mơ. Cõi lòng được đong đầy hạnh phúc, đôi mắt ánh lên niềm vui không thể che giấu. Chỉ có điều, nửa đêm nửa hôm anh xuất hiện, anh còn ôm theo bó hoa, đúng là không giống phong cách của anh chút nào. Cô thích hoa này hay không? Anh dịu dàng, hỏi khẽ. Dĩ nhiên, hoa này rất đẹp. Cô đúng là rất thích, cả màu sắc và loài hoa đều tuyệt vời, khiến trái tim vốn dĩ cô đơn bỗng đập thình thịch. Cô vui sướng thơm lên má anh một cái, rồi quay người đi cắm hoa. Cô tìm một chiếc bình hoa trong suốt, đế cao, cổ rộng, như vậy có thể chứa cả bó hoa lớn trong tay. Cô cắm hoa xuống chốn trước, thế là trong vòng một tuần tới sẽ được ngắm cảnh sắc tím si mê và lãng mạn này. Sau lưng, một cánh tay đàn ông ôm cô vào lòng, cảm anh nhẹ nhàng sượt qua má cô, hơi thở ấm nóng can cài vào nhau. Anh thấp giọng nói, có đẹp hơn bó hoa hồng gã hoa kim ta kia tặng em không? Lúc này Tố Diệp mới hiểu ra nguyên nhân anh bất ngờ tặng hoa. Cô không nhịn được cười, lập tức quay người vòng tay qua cổ anh, hơi nghiêng đầu. Anh nghe nè, có một gã đàn ông không muốn sống, dám tỏ tình với em trước mặt anh, em bảo anh có ghen không? Hai tay mến ngây ngạn giữ chặt eo cô, đầu mày hơi nhíu lại. Cứ thế, cô nhận ra sự nghiêm túc và không vui ẩn chứa trong đôi mắt anh. Em đâu có yêu ông ta. Cô cười hì hì, Ninh Mỹ Ngàn nặng nề đáp lại. Quấy rầy em cũng là một việc khiến người ta chán ghét. Cô cong môi cười. Anh cũng điều tra người họ Kim rồi, có phải đến cả tổ tông 8 là người cô ta cũng biết cả rồi không? Niềm ánh ngàn thoải mái hơn đôi chút, anh giơ đôi tay, vuốt ve gò má chìm trong ánh trăng của cô, nói như đùa như thật. Dám để ý tới người con gái của anh phải biết ông ta là người như thế nào chứ. Được rồi, anh cũng tìm người ta, dọa ông ta đến mức đó rồi. Nhớ lại dáng vẻ mềm nhũn của ông Kim, Tố Diệp thấy cũng không nỡ, dẫu sao ông ta cũng không làm chuyện gì xấu, ngoài trừ việc theo đuổi cô không có hồi kết. Niềm ánh ngàn hôn khẽ lên tóc cô, dịu dàng nói. Có một số người phải cho họ một số bài học, nếu không họ mãi mãi không biết người phụ nữ của ai không được động vào. Giọng nói của anh rất nhẹ, hệt như gương mặt anh, nhưng không hiểu sao Tố Diệp lại thấy có một cảm giác âm u len vào trong tim. Cô ngước mắt nhìn anh, ánh mắt vẫn như thường, chắc tại cô nghĩ nhiều phải không? Ông ta nhất định sẽ không dám tới nữa đâu. Tố Diệp kéo anh cùng ngồi xuống sofa, cô tựa vào ngực anh, đưa tay vuốt ve đôi mày cùng nếp nhăn nổi lên giữa trán, khiến cô bất an. Anh kéo tay cô về, đưa lên môi, rồi hỏi một câu tùy ý. Ai giả mạo bạn trai em vậy? Ha? Tố Diệp chưa kịp phản ứng lại, một hơi thở nóng hổi đã phả vào đầu ngón tay cô. Một câu hỏi nghe có vẻ phần tùy ý, nhưng ẩn chứa một sự ác liệt. Nếu Mỹ Ngàn không lặp lại câu hỏi, mà đưa mắt nhìn cô không rời, ánh mắt trầm ổn, mạnh mẽ. Tố Diệp chợt hiểu ra, tươi cười. Hà Kỳ Đông Nham, làm anh hùng cứu mỹ nhân. Thế nên anh mới gặp em ăn cơm cùng cậu ta trong nhà hàng. Lần này Ninh Mỹ Ngàn chào mày rực rỡ. Yên tâm đi, em không để ngươi có cơ hội thừa nước đục thả câu. Nhớ lại cuộc gặp gỡ hôm đó ở nhà hàng, Tố Diệp mỉm cười. Cô giơ tay vuốt lông mày anh ra lẩm bẩm. Đừng có nhăn nhó nữa, em đã bảo anh rồi, anh mà nhăn mặt rất đáng sợ. Cô ngẩng đầu thừa nhận, càng ôm anh chặt hơn. Cô biết mình là của anh, giờ được trở thành một điều gì đó của anh là một niềm hạnh phúc. Nụ hôn của Ninh Mỹ Ngàn càng lúc càng thấp, kéo từ cổ xuống xương quai xanh. Tố Diệp cảm thấy ngưỡng ngáy khó chịu, cơ thể vô thức rụt lại từ phía sau. Anh bèn hướng tới, cuối cùng đè hẳn cô lên sofa.
bàn tay anh thuần thục cởi áo ngủ của cô ra, len vào trong, chiếm giữ được nơi đầy đạn khiến hơi thở của anh thêm nặng nề. Gương mặt anh vùi giữa ngực cô, để lại những dấu hôn rõ ràng trên làn da trắng. Anh Ngạn! Tố Diệp ôm lấy đầu anh, khẽ khỏi, niêm anh Ngạn ngước lên. Cô nhìn anh thẹn thùng hỏi, tối nay anh có đi nữa không? Bờ môi niêm anh Ngạn trở nên dịu dàng, từng ngón tay mảnh khảnh vuốt nhẹ lên trán cô, đôi mắt như có tia sáng lấp lánh, ánh lên. Anh khẽ đáp, không, tối nay anh ở lại. Cảm giác này thật là tuyệt. Tố Diệp bất ngờ ôm chầm lấy anh, gương mặt hạnh phúc. Em đi tìm áo ngủ cho anh. Cô hôn nhanh lên trán anh rồi trượt xuống như một con cá, vừa cười vừa chạy lên tầng 2. Niêm anh Ngạn cũng đi theo cô lên tầng 2. Anh đứng tựa bên cửa, nhìn cái bóng nhỏ toan thoát dưới ánh đèn, lồng ngực như được tình yêu lấp đầy. Cảnh này tựa như một cuộc sống gia đình bình thường nhất. Sau một ngày bận rộn trở về nhà, đã được vợ chuẩn bị nước tắm và chuẩn bị quần áo cho anh. Anh muốn có được thứ hạnh phúc ấy, bình yên mà giản đơn. Anh ăn tối chưa? Cô lật ra mấy bộ quần áo ngủ, anh mặt lần trước đã được giặt sạch sẽ gấp gọn, xếp chồng lên nhau. Quay đầu thấy anh đang đứng nhìn mình ở cửa, cô bèn hỏi vậy. Anh có một tần như vậy, cứ bận việc là quên cả ăn uống, dù có hứa đồng bên cạnh nhắc nhở, khi nào cần bận, anh vẫn bận, còn quên ăn thì vẫn cứ quên. Quả nhiên Niêm anh Ngạn đáp. Chưa. Tố Diệp cầm theo áo ngủ đi tới trước, kinh ngạc nhìn anh. Anh làm bằng sắt à, không đói sao? Thế nên anh mới về đây tìm đồ ăn. Niêm anh Ngạn uể oải kéo tay cô, nụ người xấu xa như con nít. Ăn tối mà ăn em. Đáng ghét. Tố Diệp đỏ mặt, nhấc quần áo vào lòng anh. Anh tự đi bật nước tắm đi, em làm chút gì cho anh ăn. Em làm. Tố Diệp trừng mắt lườm anh. Em làm. Dứt lời cô chạy xuống nhà. Niêm anh Ngạn nhìn theo bóng cô, nụ cười ngập tràn đáy mắt. Sự thật chứng minh, không bột đố gột lên hồ, hơn nữa là người có vốn chẳng có tài ngăn trong lĩnh vực nấu nướng như Tố Diệp. Khi Niêm anh Ngạn tắm rửa qua, thay quần áo ngủ rồi đi tới bếp, thấy cô vẫn đang đứng nhìn hai gói mì tôm. Anh đi tới cầm lấy một gói lên xem, lại nhíu mày. Tối nay em ăn thứ này. Em không ăn. Tố Diệp chớp chớp mắt. Thay quần áo ngủ xong, trông Niêm anh Ngạn đã ôn hòa đi nhiều. Mấy lọn tóc ngắn trước trán anh còn đang ướt, hơi cụp xuống, trông như vừa lười nhác vừa gợi cảm, mang đầy đủ sức hấp dẫn của phái mạnh. Thế nhưng chỉ cần nhíu mày một cái, anh lại là anh. Em không ăn mì tôm hay không ăn cơm tối? Niêm anh Ngạn xác nhận lại. Tố Diệp liếm môi. Không ăn cơm tối. Niêm anh Ngạn nhìn cô không biết nói gì, anh vứt gói mì sang một bên, đi thẳng tới tủ lạnh. Sau khi mở một loạt các tủ kệ ra, nhìn quanh một lượt, anh thở dài. Anh đưa em ra ngoài ăn. Quyển 6, chương 290, Niên Bích Tiêu. Tố Diệp nào lỡ lãng phí một cơ hội được ở riêng cùng anh, cô bước tới, ôm anh và lắc đầu. Muốn thế này rồi, đừng ra ngoài nữa, ăn mì gói thì có sao đâu, đâu phải ăn bữa nào cũng ăn. Tài út mì của em là số 1 đấy. Niêm anh Ngạn nhìn ra tâm tư của cô, đành cười. Tôi được, ở nhà ăn mì với em vậy. Nói rồi anh xắn tay áo lên, dặn dò cô. Lấy cho anh chỗ rau xanh trong tủ lạnh. Hay là cứ để em làm cho. Tố Diệp thấy thế vội lên tiếng. Giúp việc cho anh. Niêm anh Ngạn đâu có để cô động tay vào. Tố Diệp mím môi, gật đầu. Cô đi tới trước tủ lạnh, rồi quay đầu nhìn anh. Có bắp cải và cải cúc, anh muốn ăn lại nào? Mang hết ra đi, bắp cải thì làm mì, cải cúc thì xào lên. Giọng điệu của Niêm anh Ngạn cứ như một đầu bếp đích thực. Tố Diệp mang tất cả ra. Bên đó, Niêm anh Ngạn đang đun nước, giơ tay về phía cô. Trứng gà. Cô bèn dốc sức giúp việc cho anh. Trong nhà bếp, khói bốc lên nghi ngút, làm mờ cả màn đêm ngoài cửa sổ. Dần dần, một mùi hương thơm đầy hấp dẫn tỏa ra. Những món ăn vốn đơn giản rơi vào tay Niêm anh Ngạn, quả nhiên đã có màu sắc, hương thơm, mùi vị. Nhưng khi đang rửa cải cúc, bất giác lên nhìn thùng rác, tay anh bỗng khựng lại. Thùng rác trống rỗng, chỉ đọc nguyên có một chai rượu cồn, nằm trơ trọi, đã không còn một giọt nào. Tố Diệp đổ mì ra bát xong, thấy anh đứng lặng, cô bèn đưa mắt nhìn qua, sắc mặt bỗng có chút ngượng ngập. Cô hắng giọng. Nghe nói cải cúc phải dùng mỡ gà xào mới ngon. Niêm anh Ngạn đáp lại một tiếng, anh vừa rửa rau, vừa thản nhiên hỏi. Dùng rượu cồn làm gì vậy?
Tố Diệp nhìn phía bóng lưng của anh, nhẹ nhàng thốt ra một chữ: "Uống." Vòi nước bất ngờ bị đóng lại. Anh quay người, nhưng cô như không tin vào tai mình. "Gì cơ?" "Lúc anh chưa tới đây, em có uống một chút rượu cồn." Tố Diệp nhắc lại lần nữa. "Em điên rồi sao?" Lý Minh Ngàn hơi cao giọng, đôi mày nhíu chặt. "Rượu cồn, ai lại mang ra uống? Sao không có chút thưởng thức nào vậy? Đã uống nước chưa? Mau uống nhiều nước vào cho anh." Tố Diệp không nhúc nhích, chỉ chăm chăm nhìn anh. Lý Minh Ngàn thấy vậy chợt hiểu ra, gương mặt đang căng thẳng chuyển thành xót xa. Anh mấp máy môi, lúc sau mới nghiến răng nói một câu: "Em điên thật rồi." Tố Diệp không kìm được lòng mình, nhào vào lòng anh, nhẹ nhàng nói: "Vì anh điên nên mới điên theo anh." "Ngốc à, anh làm vậy là bị ép buộc, không còn cách nào khác. Em làm thế này là liều lĩnh." Anh không quẫn nhẫn tâm của trách, giọng nói vừa khỏi xử, vừa cưng chiều. Tố Diệp ôm chặt anh: "Em chỉ muốn biết lúc đó anh khó chịu đến mức nào." Lý Minh Ngàn nâng khuôn mặt cô lên, ánh mắt nồng nàn tình cảm, thì thầm: "Khờ dại." Dứt lời, anh đặt lên môi cô một nụ hôn sâu. Đôi mắt Tố Diệp đã có phần chưa sót, cô nhắm mắt lại, ôm hôn anh, khóe mắt hơi ướt nước. Lần này, cô vẫn rơi những giọt nước mắt đầy hạnh phúc. Sau một màn triền miên, cả người Tố Diệp yếu ớt, nằm bò trên người Lý Minh Ngàn. Tấm chăn mỏng che hết cơ thể trần của hai người, đôi chân dài của người đàn ông hở ra trong không khí, quấn lấy đôi chân trắng trẻo của người con gái. Căn phòng lấp kín bầu không khí là lướt sau một lần dạt dào cảm xúc. Càng cơ thể cô mềm nhũn như không xương, áp mặt lên lồng ngực dịn đầy mồ hôi của anh. Tóc cô bị ướt đẫm, nhất thời lười biếng không muốn mở mắt ra. "Đi tắm nhé." Lý Minh Ngàn áp mặt xuống, thủ thỉ yêu thương. Nhưng Tố Diệp ôm chặt lấy anh, lúng lịu nói: "Đem dựa thêm lúc nữa." Lý Minh Ngàn bèn chiều cô. Lại một lúc nữa trôi qua, cô bỗng cảm thấy trong tay có thêm thứ gì nhỏ xíu nhưng rất có trọng lượng, tròn tròn, góc cạnh. Cô mở mắt ra, xuôi tay ra mới phát hiện đó là hai chiếc chìa khóa điện tử giống hệt nhau. Bèn ngẩng đầu nhìn anh không hiểu. Lý Minh Ngàn vòng quay qua người cô, giọng nói uể oải: "Đây là chìa khóa của Tứ Hợp Viện, em giữ lấy một bộ." Thế là có ý gì? Hỏi xong câu này, tim cô bỗng đập loạn. Cô cụp mắt xuống không dám nhìn anh nữa. Đương nhiên cô hiểu ý của anh. Điều này có nghĩa là sau này cô có thể tự do ra vào nhà cửa của anh. Cảm giác này giống như hai người hoàn toàn biến thành một. Anh đã xóa bỏ mọi tầng cách ngăn cửa trước bọn họ. Niềm mấy ngàn mỉm cười nhìn cô: "Em hiểu ý của anh mà." "Không hiểu." Cô hạnh phúc nghịch chiếc chìa khóa, cô ý nói. Anh đan tay vào tay cô: "Chìa khóa nhà sớm muộn thì cũng phải đưa cho em, chỉ bằng đưa luôn cho em bây giờ, như vậy sau này em có giận dỗi bỏ đi, anh cũng biết đi ở đâu tìm em." Tìm Tố Diệp càng lúc càng đập nhanh, đến nỗi hô hấp của cô cũng dồn dập, sắc mặt hồng lên, gò má lăn tận mang tai. Cô đặt chìa khóa vào trong lòng bàn tay anh. "Em chẳng biết anh đang nói linh tinh cái gì." Một tràng cười khẽ phát ra từ cổ họng người đàn ông, anh ôm chặt lấy eo cô, đề phòng cử động không lung tung biểu cảm trêu chọc. "Em biết anh đang nói gì và cũng hiểu quá rõ ý của anh." Chiếc chìa khóa chuyển qua chuyển lại rồi cuối cùng rơi vào tay cô, anh nắm chặt lấy nó cùng cô, đưa tới bên môi. "Tin anh đi, anh còn muốn mang tới cho em nhiều thứ hơn nữa." Tố Diệp nhìn anh, một cảm giác sung sướng và hạnh phúc vỡ tung trong lòng. Một giây sau cô vùi mặt vào lòng anh, lầm bầm: "Chỉ cần là được bên anh, những thứ khác không quan trọng." Lý Minh Ngàn càng ôm cô chặt hơn. Một lúc lâu sau, tiếng anh dịu dàng vang lên đỉnh đầu: "Ngày mai anh phải đi công tác, những ngày không có ở Bắc Kinh, em phải ngoan đấy." "Anh phải đi bao lâu?" Cô nhìn anh không nỡ. Anh đưa tay vuốt tóc cô: "Chắc phải qua Quốc Khánh mới về được." Tố Diệp thầm nhầm tính, tia sáng trong đôi mắt tối đi nhiều, lâu vậy sao? "Em giữ cẩn thận chìa khóa của Tứ Hợp Viện, một bộ anh cầm, một bộ đưa cho em trai anh." Lý Minh Ngàn nhẹ nhàng dặn dò. Nghe xong, Tố Diệp xoay người ngồi bật dậy, chớp chớp mắt: "Em trai anh, cậu ấy về nước rồi." "Quốc Khánh nó sẽ về nước." So với sự kích động của cô, anh rất bình thản. Tố Diệp có vẻ rất hứng thú, dù sao đó cũng là em trai của anh, cô khá tò mò. "Cậu về nước lại đúng đợt anh đi công tác, không thích hợp lắm thì phải." Lý Minh Ngàn không hiểu ý cô. "Hiếm khi gia đình đoàn tụ, anh không thể có công việc quan trọng hơn được." "Nó lớn rồi, không cần anh phải chăm sóc."
nên mới ngàn hiểu ý cô. Anh đơn cho nó số điện thoại của em rồi, khi nào nó quay về tứ hợp viện, em giao một bộ chìa khóa còn lại cho nó là được. Không cần lo cho cậu ấy sao? Em muốn lo như thế nào? Niềm Mấy Ngàn cảm thấy thú vị. Thì cũng phải tới sân bay đón cậu ấy chứ. Niềm Mấy Ngàn không biết nên khóc hay nên cười. Nó không còn là trẻ con nữa. Nhưng chẳng phải cậu ấy sống thường xuyên ở nước ngoài sao? Bắc Kinh thay đổi nhiều như vậy, lỡ cậu ấy không tìm được đường về nhà thì sao? Tố Diệp lo lắng hỏi. Niềm Mấy Ngàn ngẫm nghĩ gì đó, một lúc lâu anh cầm lấy tay cô, khẽ đùa nghịch. Thế thì đành em vất vả một chút vậy, Hứa Đồng cũng không ở Bắc Kinh. Yên tâm đi, giao em trai của anh cho em, tuyệt đối không thành vấn đề. Tố Diệp lại lười nhác, dựa vào anh, cười đáng yêu. Anh cúi đầu cắn môi cô mỉm cười. Đương nhiên là anh yên tâm. Tố Diệp cười rất tươi. Em trai anh về nước, anh có vui không? Niềm Mấy Ngàn nhướng mày, tỏ vẻ không hiểu, cô cũng không ép buộc anh, lại hỏi. Cậu ấy ở lại bao lâu, hay là về hẳn? Chính nói chủ động nói với anh muốn về nước, cụ thể thế nào thì anh vẫn chưa hỏi. Nhưng nếu như muốn ở lại hẳn trong nước cũng được, anh hy vọng nó vào làm việc ở Tinh Thạch. Anh hy vọng? Cô suy đoán nét mặt của anh. Hay là anh ép buộc người ta đấy? Chưa gặp nhau đã bênh nhau chầm chạp rồi. Niềm Mấy Ngàn cố đính né tránh câu hỏi này, anh lật người đè cô xuống. Cô gái à, em phải dồn tâm tư vào anh, lần này anh đi công tác mấy ngày liền, không nhớ anh à? Cô cười đùa, né tránh sự công kích của môi anh. Vậy anh có nhớ em không? Ngày nào anh cũng nhớ. Anh nhìn cô say đắm, chạm trán với cô. Đĩa nhạc em tặng, anh rất thích. Khi nào nhớ em, có thể bỏ ra nghe. Lúc Hứa Đồng đưa đĩa CD cho anh, đúng là anh ngây ngốc rất lâu. Trên đĩa CD còn thắt một chiếc nơ bướm bướm rất đẹp. Bên trên viết một dòng chữ: em nhớ anh. Tố Diệp nhìn anh ngọt ngào. Dĩ nhiên phải hay rồi, toàn là bài em đặc biệt lựa chọn mà. Cũng có một chút liên hệ với số tiền nốt trước em rút ra khỏi ví của anh. Niềm Mấy Ngàn trêu chọc, Tố Diệp chẳng hề trốn tránh. Đúng là có liên quan, có tiền em mới có động lực giúp anh sưu tập những bài hát hay hơn nữa. Lúc đó cô chẳng qua chỉ ngứa tay lấy bừa, bây giờ thì cô thực sự muốn chọn cho anh những bài hát hay nhất, để khi anh mệt mỏi, ngồi một mình trong ô tô, xen lặng lắng nghe những đĩa nhạc cô tặng. Anh bèn ôm cô thật chặt, dịu dàng hôn lên môi cô. Còn chưa đi, anh đã bắt đầu nhớ cô rồi. Ánh trăng cũng trở nên hiền hóa hơn, hệt như đôi mắt anh lúc này. Hồi lâu, anh chợt thở dài. Đứa em trai đó của anh, tinh khí quái đản, ngỗ ngược, nếu nó làm em không vui, cũng đừng để bụng. Khi nào anh về anh sẽ bắt nó xin lỗi em. Sao nghe anh nói lại khủng bố vậy hả? Tố Diệp mỉm môi cười. Anh quên em là bác sĩ tâm lý à? Có kẻ ngỗ ngược kỳ quái nào mà em chưa từng gặp? Tổng giám đốc Niên đáng kính, em mà trị được tính xấu của em trai anh phải cho em một khoản thù lao hậu hĩnh đấy. Tay anh bắt đầu không an phận, men theo eo cô đi xuống, trượt vào vùng cấm địa. Là người một nhà cả, tính toán chi li với nhau làm gì? Ai là người một nhà với anh? Tố Diệp hử một tiếng, vì ngón tay của anh, người cô bắt đầu ngọ nguậy, cô kiểu diễm như hoa, vẽ vòng tròn lên ngực anh. Em rồi người ta, cũng còn tính đoán rõ ràng cái kia. Được, của anh là của em tất. Niềm Mấy Ngàn áp mặt xuống, đặt lên nụ hôn ái muội. Đợi đã, cụ cha đánh lại, trước mắt hỏi. Em trai anh tên là gì, em còn chưa biết. Bạch Tiêu. Bạch Tiêu, Niềm Bạch Tiêu, cái tên ngài quá. Cô cười, Niềm Mấy Ngàn nhướng mày, một tay phủ lên mông cô, hơi dùng sức bóp như nàng răn đe. Nhưng mà em vẫn thích nghe tên của anh hơn. Cô ngoan ngoãn cùng anh cuốn quýt trong nụ hôn nồng nàn. Sự nhiệt tình của hàng người đàn ông một lần nữa bị cô châm lên. Anh hóa bị động thành chủ động, nhiệt độ nụ hôn tăng lên rất nhanh. Anh từ từ đi xuống, khiến cô không ngừng thở dốc. Quyển 6, chương 291, bọn cậu đã định làm đám cưới. Nếu tôi đã kiên định với lời hứa của mình, nếu người chưa từng rời xa tôi, liệu chúng ta có thể mãi mãi nắm tay nhau như bây giờ, đi hết cuộc đời này? Dường như duyên phận đôi ta đã định trước chỉ là một giấc mơ, điều duy nhất có thể chứng minh chúng ta đã từng yêu nhau chính là nỗi đau đến nghẹt thở của mỗi lần thức giấc. Gần tới tháng 11, thời tiết càng ngày càng lạnh hơn, những tia nắng hiếm hoi vẫn mang lại được một chút ấm áp. Một tháng nắng vàng nóng xé tan tầng mây, rơi xuống mặt đất, bình yên mà thanh thản.
Khi Lâm Yêu tìm tới Tố Diệp, cô đang lên lớp, chủ đề của bài giảng hôm nay là hiện tượng thoái lùi của những giấc mơ trong bệnh tâm thần. Cả một giảng đường chật kín sinh viên, ngoài các sinh viên của khoa này còn có cả các những sinh viên của khoa khác tới nghe nhờ. Đương nhiên, phần nhiều là nam sinh. Nhưng từ khi giáo viên và sinh viên của trường không ai không biết Tố Diệp cũng có chút võ vẽ, thì những người mến mộ cô cũng chỉ dám âm thầm ngắm nhìn, tỏ lòng kính trọng mà thôi. Cô đang giảng về sức mạnh không thể xem thường của ký ức, rồi lại nhắc tới những hồi ức từ thời thiếu niên đã bị đè nén hoặc lưu lại trong tiềm thức có liên quan tới giấc mơ. Khi nói tới đây, tầm mắt Tố Diệp bỗng dừng lại ở hai chữ ký ức rất lâu, không hề rời đi. Phía dưới có một người gọi tên cô Tố. Lúc này Tố Diệp mới ý thức được mình đã dừng lại khá lâu, cô vàng thu lại dáng vẻ như người mất hồn của mình, tiếp tục giảng giải. Đúng vào lúc ấy, cô nhìn thấy Lâm Yêu Yêu. Cô ấy đi từ cửa sau vào giảng đường, im lặng ngồi ở hàng ghế cuối, mỉm cười vẫy tay với Tố Diệp. Mùa này cỏ trên thảo nguyên chắc chắn đã ngả màng, đến cả những chạc cây hai bên đường cũng đánh mất màu áo xanh của mình, gió cuốn những chiếc lá vàng rụng xuống. Có sinh viên đi qua, khẽ giẫm lên chúng, để lại những tiếng vỡ vụn giòn tan mà nhỏ bé. Nắng đang gay gắt, xua đi phần nào cái lạnh giá của mùa thu. Tố Diệp mua hai cốc trà sữa nóng, đưa cho Lâm Yêu đang ngồi trên chiếc ghế gỗ trong vườn trường. Cô cũng ngồi xuống bên cạnh. Cô uống một hớp trà sữa rồi vặn mình, ngẩng đầu lên, đón những tia nắng ấm áp, khẽ thở dài. Tắm nắng ở đây vẫn là thoải mái nhất. Đây là trường cũ của cô và Lâm Yêu. Khi trước còn khi đi học, bọn họ thường xuyên tới nơi này sưởi nắng. Chớp mắt đã qua bao nhiêu năm, ai cũng đã tự lập bước vào xã hội. Nhưng khi quay về trường cũ, mới chợt phát hiện thứ họ quyến luyến sâu sắc nhất vẫn là cảm giác tự do tự tại, vô ưu vô lo của những năm tháng cắp sách tới trường. Nơi đây chẳng thay đổi chút nào, phải nhìn lớp đàn em tươi trẻ đi qua mới nhận ra mình đã già. Lâm Yêu cầm chốc cà sữa bằng hai tay, lười biếng nheo mắt lại. Tố Diệp vòng tay ôm chặt cô ấy, tươi cười. Chẳng giống cậu chút nào cả, Lâm cô nương tự nhiên lại đa sầu đa cảm thế này. Sao vậy, đến trường tìm mình chỉ đã học lén tiết của mình thôi sao? Đừng có tự sướng nữa. Lâm Yêu bật cười, để cô sang một bên, khoanh ngay chân lên ghế. Mình đến này để nói với cậu, mình có thể quay về tinh thạch tiếp tục làm việc rồi. Hai mắt Tố Diệp tròn xoe, kinh ngạc nhìn cô ấy. Thật đấy, mình đã vượt qua kỳ thi rồi, số điểm rất cao. Lâm Hiểu cũng vẫn đắc ý. Cậu tuyệt quá, bảo bối, mình hôn cái nào? Tố Diệp vô cùng phấn khích, kéo mặt Lâm Hiểu lại, hôn chụt một cái, khiến các sinh viên đi ngang qua đều nhìn họ bằng ánh mắt kỳ quái. Lâm Hiểu không quan tâm, để mặc cho Tố Diệp lưu lại dấu tích trên mặt mình, cũng chẳng đoái hoài tới ánh mắt của những người khác. Trong mắt cô ngập tràn niềm vui, nhưng cũng nhanh chóng nhuộm một sự lo lắng. Tố Diệp nhận ra, khẽ hỏi cô ấy sao vậy? Diệp tử, cậu nói thật với mình đi, mình thật sự không có vấn đề gì sao? Một lúc lâu sau, Lâm Hiêu mới thở dài hỏi. Ngón tay đang cầm cốc trà sữa của Tố Diệp chợt khựng lại giây lát, nhưng cô lập tức điềm nhiên lên tiếng. Cậu thi qua rồi, còn có thể có vấn đề gì? Mình cứ cảm thấy tư thừa là. Hả? Lâm Hiêu nhìn cô. Có những lúc mình thấy ấy nhìn mình như kiểu nhìn bệnh nhân vậy. Còn nữa, mình đã xuất viện rồi nhưng ấy vẫn khăng khăng bắt mình uống thuốc. Diệp tử, cậu có biết mấy thứ thuốc anh ấy cho mình uống rốt cuộc là loại thuốc gì không? Đương nhiên Tố Diệp biết mấy loại thuốc đinh đưa thừa cho cây quế ấy uống chắc chắn là thuốc chống trầm cảm. Nhưng tình trạng bệnh của Lâm Yêu được khống chế rất tốt, cộng thêm khoảng thời gian trước cô ấy luôn dồn mọi sự tập trung vào việc thi cử, nên cô đã kiến nghị ấy cắt giảm lượng thuốc. Khi nào cần thiết có thể đổi sang lại trị liệu nhẹ hơn, thậm chí có thể bỏ hẳn. Đinh Tư Thừa cũng tiếp thu ý kiến của cô trong chuyện của Lâm Yêu, anh ta đúng là dốc hết sức mình. Lúc đó cậu mất máu nghiêm trọng, mấy loại thuốc cậu uống đương nhiên là thuốc bổ máu của bệnh viện rồi, rất tốt với sức khỏe của cậu, đừng có suy nghĩ lung tung. Tố Diệp đương nhiên không thể nói sự thật cho cô ấy biết. Lâm Yêu gật đầu nhưng vẫn trầm ngâm như đang suy tư chuyện gì. Cậu và Đinh Tư Thừa... Tố Diệp dò dự hỏi một câu, nhưng tia sáng cho đôi mắt Lâm Yêu dường như đã bị hút sạch, túi dần như một chút một. Cô ấy đặt cốc sữa sang một bên, thu chân lên, chống cằm lên đầu gối. Mình vẫn còn yêu ngấy, vô dụng lắm đúng không? Cô ấy tự chế giễu bản thân mình. Tố Diệp khẽ thở dài, ngồi bên cạnh cô ấy, cũng gập chân lại, dựa sát vào Lâm Yêu.
Đây là tình cảm bình thường của người thôi. Yêu yêu, người ta không phải là cậu. Mình nghĩ trải qua chuyện này, mình và anh ấy hoàn toàn vô vọng rồi. Một người đàn ông đã chủ động nói lời chia tay với cậu, cậu còn tin ở bên cạnh anh ta sẽ hạnh phúc sao? Tú Diệp hỏi ngược lại. Lâm Yêu ngước mắt lên, định nói gì lại thôi. Có từng nghĩ tới Diệp Uyên không? Tú Diệp bất ngờ hỏi. Ánh mắt Lâm Yêu chợt ngưng động. Con người luôn phải nhìn về phía trước. Trang sách Đinh Tư Thừa này cậu phải lật qua mới được. Nếu hành vi tự sát lúc đó của cậu không phải để níu giữ anh ta, vậy thì bây giờ có phải đến lúc nên nhìn sang những người bên cạnh cậu không? Giọng của Tố Diệp rất khẽ, mũi giày chốc chốc lại chạm ở mũi giày của Lâm Yêu Yêu. Đúng vậy, thường ngày đúng là Diệp Uyên không tốt, nhưng khoảng thời gian cậu nằm viện, mình thấy ngấy thực sự rất quan tâm tới cậu. Khi chưa có được, đương nhiên là phải tốt rồi. Lâm Yêu hừ một tiếng. Trước mắt phụ nữ, anh ta có bao giờ bất bại? Tố Diệp suy nghĩ lắc đầu. Mình cảm thấy không giống. Còn nhớ cái ngày cậu bị Tố Đông phạt quỳ không? Lâm Yêu nhìn sang cô, ánh mắt trong vắt. Lúc đó mình đang nghĩ, vì cậu cũng có thể cắt đứt tất cả quan hệ với nhà họ Diệp. Tố Diệp kinh ngạc, vội lên tiếng. Yêu yêu. Đừng kích động, mình không muốn để cậu cảm thấy tội lỗi đâu, là còn một nguyên nhân quan trọng nữa. Lâm Yêu ngắt lời cô, khẽ thở hắt ra. Mình đã tận mắt nhìn thấy anh ta mây mưa với người phụ nữ khác, cậu nghĩ liệu mình có thích được một người đàn ông như vậy không? Nếu anh ấy tận lòng với cậu thì sao? Tố Diệp không tán đồng. Yêu yêu, mình muốn cậu được hạnh phúc, không muốn cậu vì mình hay vì nguyên nhân gì đó mà bị kín đi tình cảm chân thành nhất. Thật sự, cuộc sống của Diệp Uyên ngày trước có hơi hỗn loạn một chút, nhưng mình cảm thấy trong lòng anh ấy, cậu khác biệt. Mình nghiên cứu trong lòng người mà, ánh mắt anh ấy nhìn cậu như thế nào, mình là người rõ nhất. Lâm Yêu cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi giày của mình, im lặng rất lâu. Hoặc là cậu thử chấp nhận anh ấy một lần xem sao. Tú Diệp thề mình không nói đỡ hộ người nhà họ Diệp, cô chỉ cảm thấy Diệp Uyên ở một mức độ nào đó đã tốt hơn Đinh Tư Thừa, ví dụ như sự quan tâm tới Lâm Yêu. Lâm Yêu vẫn lựa chọn cách im lặng. Tú Diệp bèn lấy chân chạm vào gót giày của cô ấy. Cho dù là tiếp xúc thử xem sao cũng được mà, đâu có bắt cậu đi lấy anh ấy đâu. Có phiến lá nhẹ nhàng bay qua giữa hai người, Lâm Yêu nhặt lên, sau đó xòe tay ra, gió lại thổi bay đi mất. Ánh mắt cô lấy cuốn đi rất xa cùng phiến lá mỏng manh. Lúc sau cô ấy mới lên tiếng. Thế cậu thì sao? Có phải đã nhìn về phía trước rồi không? Tố Diệp sững sờ, không hiểu cô ấy định nói gì. Một đoạn tình cảm trước đây sâu sắc như thế nào, sao có thể nói bỏ là bỏ được? Mấy câu vừa rồi của cậu nói với mình, ngày trước mình vẫn luôn dùng để khuyên cậu. Khi mình bỏ được sự xây tử thần trở về, nghĩ lại, chuyện tình cảm này mình mới hiểu ra. Có những chuyện không phải cậu muốn quên là quên được đâu, thế nên mình đã hiểu tại sao cậu không muốn yêu nữa. Lâm Yêu ôm lấy chân, nghiêm túc nhìn Tố Diệp. Nhưng hôm nay cậu nói mình phải biết nhìn về phía trước, có phải ý rằng cậu đã buông bỏ với chuyện của Tường Bân rồi không? Tố Diệp không ngờ cô lại nói vậy. Môi cô hơi đờ ra, mấy giây sau với khẽ cười. Yêu yêu, hai chuyện này có tính chất khác nhau. Mình biết, không nên nhắc lại chuyện này nữa. Bao nhiêu năm nay mình cũng luôn mong cậu có thể bước ra khỏi bóng đen quá khứ với anh ấy. Nhưng cậu cũng đã từng trải qua cảm giác đau khổ đó, nên hiểu rất rõ tình cảm của mình với Đinh Tư Thừa không phải nói quên là quên được. Yêu yêu, cậu hiểu lầm rồi. Chuyện của Tường Bân, thứ đả kích mình nặng nhất là cái chết của anh ấy, chứ không phải là tình yêu của mình dành cho anh ấy. Tố Diệp nhẹ nhàng giải thích. Mình chỉ thấy anh ấy thôi, cảm thấy mình đã hại anh ấy. Cậu anh ấy? Lâm Yêu chớp chớp mắt. Nhưng tình cảm của cậu với anh ấy sao có thể nói bỏ là bỏ được? Chỉ có anh ấy thôi sao? Lúc trước cậu yêu anh ấy lắm mà. Cậu nói gì cơ? Tố Diệp cười. Đúng vậy, mình rất thích anh ấy, nhưng không phải là tình yêu. Lâm Yêu nhìn cô như nhìn một người xa lạ, một lúc lâu sau mới lắc đầu. Ngày trước cậu không nói với mình như thế. Mình có kể với cậu chuyện của Tướng Bân sao? Tố Diệp nghi hoặc. Cậu không bị làm sao đấy chứ? Lâm Yêu quan sát cô bằng ánh mắt kỳ lạ. Chính cậu đã kể với mình trong điện thoại mà. Cậu rất yêu Tường Bân, anh ấy cũng rất yêu cậu, hai cậu ở bên nhau rất vui vẻ mà. Tố Diệp đờ ra. Hơn nữa, Lâm Yêu nhìn thấy biểu cảm này của cô có vẻ chần chừ. Hơn nữa làm sao?
Hơn nữa cậu cũng chính đã nói với mình, nếu không có chuyện ngoài ý muốn đó, bọn cậu sẽ làm đám cưới mà. Tố Diệp hoàn toàn chết đứng, sao cô có thể nói những lời này? Thời gian cô quen Tưởng Bân không lâu, sao có thể tới mức bàn chuyện cưới xin? Tình yêu à? À không phải, cậu quên hết rồi đấy chứ? Lâm Yêu dè dặt hỏi, mặc dù cô ấy chưa một lần được gặp Tưởng Bân, nhưng ngày trước thường xuyên được nghe Tố Diệp nhắc về anh ấy, nên biết được tình cảm của hai người họ rất sâu đậm. Sau này, xảy ra chuyện đau buồn, cô ấy mới không dám nhắc lại chuyện này trước mặt Tố Diệp nữa. Lần này, tới lượt Tố Diệp trầm mặc, một cảm giác lạnh run bỏ lên sống lưng. Sao cô không hề có chút ấn tượng nào rằng mình đã từng nói mấy câu này? Mình còn kể với cậu những chuyện gì liên quan tới Tưởng Bân nữa? Một lúc lâu sau, cô mới tìm lại được giọng nói của mình. Lâm Yêu lắc đầu. Những chuyện khác thì không nhắc mấy. Trong điện thoại, cậu chỉ kể rằng anh ấy rất thích leo núi, sở thích hợp cả với cậu, cậu rất yêu anh ấy, thế thôi. Hai bên thái dương của Tố Diệp rớt lên từng cơn, luồng ánh sáng trước mắt cũng bị nuốt dần từng chút một. Cô chẳng nhớ gì cả, không nhớ một chút nào rằng mình đã từng nói với Lâm Yêu những lời này. Cảm giác lạnh giá ấy lan ra khắp cơ thể, một sự lạnh lẽo đầy áp lực mà cô không thể khống chế. Khi Nguyễn Thế Cầm tới tìm Tố Khải, đúng lúc bắt gặp một nhóm tội phạm vận chuyển ma túy bị bắt về quy án, tất cả đều áp giải tới trung tâm ma túy tội phạm. Còn Tố Khải đang bận rộn xét hỏi. Không phải bà ta chưa từng vào sở cảnh sát, nhưng đây đích thực là lần đầu tiên bước chân tới trung tâm truy nã tội phạm ma túy. Mưa vào bà ta đã giật nảy mình bởi hai người đang quỳ trên hành lang. Họ đều đứng dựa sát vào tường, quần áo bị tụt xuống theo chân. Dưới mông là một cái bô để đi tiêu tiền. Còn một viên cảnh sát đi qua đi lại, trông coi đám người đó, thái độ hãi hùng, nghiêm túc. Bỗng nhiên có một người hét lên thảm thiết, máu trào lên đầy miệng, loạn choạng chạy về phía Nguyễn Tuyết Cầm. Bà ta hết hồn vía, đúng lúc bà ta chuẩn bị đâm sầm vào người đó, bỗng thấy hắn ngã gục xuống đất, không ngừng lăn lộn. Một người cảnh sát nhanh chóng chạy tới, hét rất to vào trong bộ đàm. Sếp, bên này có tên bị vỡ ma túy trong người. Lúc này Nguyễn Tức Cẩm mới hiểu ra những người này đang làm gì. Bọn chúng đều là tội phạm vận chuyển ma túy. Bà đã từng đọc báo nói rằng mấy năm gần đây các phần tử buôn bán ma túy đều áp dụng ngày càng nhiều những cách thức kín đáo để né tránh cảnh sát. Nếu là nam giới, chúng sẽ nuốt những gói ma túy đã được đóng gói vào dạ dày hoặc nhét dưới hormone. Nếu là nữ giới, ngoài dạ dày và hormone ra thì âm đạo cũng trở thành nơi cất giấu. Số ma túy có thể giữ được một khoảng 4 ngày trong cơ thể. Trong khoảng thời gian này, chúng không được ăn uống vì dạ dày co bóp cũng sẽ làm bao ni lông vỡ ra. Một khi ma túy vỡ thì những kẻ tàng trữ đó cũng sẽ tử mạng bất kỳ lúc nào. Giống như người trước mặt bà ta lúc này, khi Tố Khải dẫn theo nhân viên cấp cứu vội vã chạy tới hành lang, kẻ tàng trữ đã gục trước mặt Nguyễn Tuyết Cầm chỉ còn thoi thóp. Đôi giày bóng loáng, sạch sẽ của bà ta bị phun đầy máu. Liền đó, Tố Khải cũng nhận ra nét mặt kinh hoàng của bà ta. Anh cố kiềm chế. Hắn ta tàng trữ bao nhiêu? Rất nghiêm trọng, đã quá 1.500 gram. Tàng trữ cả trong dạ dày và hậu môn. Tố Khải bèn gấp rút yêu cầu nhân viên cấp cứu xử lý, rồi dặn dò cấp dưới bất luận như thế nào cũng phải lấy được ma túy trong người hắn ta ra. Sau khi mọi việc đã bình ổn, anh bước tới, nét mặt ngượng ngập. Cô không nên tới những nơi như thế này. Điện thoại của cậu không liên lạc được, tôi chỉ còn cách đích thân tới đây tìm cậu. Sắc mặt Nguyễn Tuyết Cầm có phần nhợt nhạt, nhưng bà ta vẫn cố kìm nén, nói với vẻ bình tĩnh. Tố Khải vội vàng xin lỗi, những lúc thi hành nhiệm vụ anh không mang theo di động riêng. Anh nghĩ một lát rồi nói, tới phòng làm việc của cháu đi. Khỏi cần. Nguyễn Tuyết Cầm từ chối thẳng thừng. Bà ta đưa mắt nhìn xung quanh, đôi mày nhíu càng chặt. Tôi nghĩ là Lan mà nhìn thấy cảnh này đã không còn tự tin ở bên cạnh cậu từ lâu rồi. Tố Khải cũng biết bà ta có việc mới tới, đến đây chắc chắn là vì Diệp Lan. Anh mảnh nhẹ nhàng nói, thưa cô, cháu sẽ đối xử tốt với Diệp Lan. Tôi không muốn nghe mấy lời thề non hẹn biển. Thái độ của Nguyễn Tuyết Cầm rất thờ ơ. Tôi chỉ muốn nói với cậu rằng cậu muốn ở bên cạnh Lan Lan cũng được thôi, nhưng tuyệt đối không thể làm cảnh sát chống ma túy. Tố Khải ngần người. Vì tôi không muốn con gái mình trở thành quả phụ. Còn nữa, ngày nào cậu cũng tiếp xúc với tội phạm ma túy, chưa biết chừng một lúc nào đó sẽ liên lụy tới con gái tôi. Xem ra Nguyễn Tuyết Cầm đã thật sự chán ghét tới nơi này. Bà ta bịt mũi.
Tố Khải, so với lần đầu tiên tôi đã rất châm chước rồi. Vì cậu, Diệp Lan không ngừng giở trò tuyệt thực với tôi. Thế nên, tôi có thể chấp nhận cậu, nhưng cậu cũng nên suy nghĩ cho tương lai của hai đứa, hoặc buông tay Diệp Lan, hoặc từ bỏ sự nghiệp. Cậu tự chọn đi. Dứt lời, bà ta lập tức đi thẳng, không quay đầu lại. Chỉ còn một mình Tố Khải sững sờ, đứng trên hành lang rất lâu. Quyển 6, chương 292, không ai tàn nhẫn bằng anh ta. Kỳ nghỉ Quốc Khánh cuối cùng cũng đã rầm rộ bước tới. Tròn 5 ngày vui lớn của toàn dân tộc, nên Quốc Khánh năm nay, Bắc Kinh đông đúc lên một cách kỳ lạ, nhất là khu vực gần Thiên An Môn. Cảnh gác trong 3 vòng, bao kín dày đặc cách cả từ cấm thành như một miếng gan mỡ. Tố Diệp cố ý lái xe một vòng qua cổng trường Thiên An Môn, chưa kể tới việc gặp cảnh sát giao thông, ngay cả khi đèn xanh bật sáng cũng khó mà nhích nổi. Nhìn lên từng dòng người nhúc nhúc trên cầu đá trên sông Hộ Thành, một khoảnh khắc cô rất lo lắng liệu cây cầu đó có bị dòng du khách đó đánh sập hay không. Một thiên triều phủ đệ đã từng rất huy hoàng, một nơi đã từng là của thiên tử, đã từng là chốn huy hoàng rất uy nghiêm, nay không còn bóng dáng. Một cuộc sống hoàng tộc đã từng là dân thường thời cổ đại không dám tò mò, giờ tới xã hội hiện đại thu bé vào tham quan, trở thành một nơi thu hút kinh tế trọng điểm. Có những lúc Tố Diệp nghĩ, nếu cô mà là con cháu của dòng họ Ái Tân Giang La, phải nhìn những ngôi nhà xưa kia của mình trở thành một thắng cảnh du lịch, liệu cô có thương cảm không? Dẫu sao thì Tố Diệp cũng đã quyết định hy sinh ngày Quốc Khánh, nhẹ nhàng từ chối cùng cậu mợ ra nước ngoài du lịch, tiếp tục ở lại thành phố Bắc Kinh chật chội này chỉ để đón cậu em trai của Niêm Mễ Ngạn. Mất cả buổi sáng, cuối cùng cô toàn mạn tắc khỏi đám đông trước cửa Thiên An Môn trở về nhà. Cô dọn dẹp qua loa rồi nhìn đồng hồ. Chuyến bay của Niên Bách Tiêu 2 giờ chiều nay mới đáp xuống sân bay quốc tế, vẫn còn kịp giờ. Cô vừa bật tivi lên xem rồi là làm thứ gì ăn tạm. Lúc sắp ăn xong, ánh mắt cô vô thức liếc nhìn tấm màn hình. Đúng lúc đó trên đài đang phát một tin lá cài, nội dung đại khái là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Bạch Băng rời khỏi công ty quản lý hiện tại Tinh Thôi, ký hợp đồng với một công ty khác. Khi được hỏi về nguyên nhân của chuyện này, Bạch Băng chỉ trả lời rằng tài chính của công ty cũ có vấn đề. Khi đề cập tới số tiền ký hợp đồng với công ty mới, Bạch Băng không muốn trả lời. Có người trong ngành tiết lộ rằng có lẽ mức giá không hề thấp. Tố Diệp bỗng chốc chẳng còn chút hứng thú ăn uống, nhất là sau khi nhìn thấy bộ mặt của Bạch Băng. Cô bĩu môi, nhìn màn hình, cười đều. Thuyền lớn thì sóng lớn, cẩn thận rơi xuống nước, có ngày chết đuối đấy. Chị đây tranh thèm tranh với cô, nếu không giá của chị đây cao hơn cô là cái chắc. Khi cô tới cửa số 3 của sân bay quốc tế, kim đồng hồ đã chỉ 1 giờ 40 phút. Tố Diệp tới sớm trước 20 phút. Cô vào Starbucks mua cho mình một cốc lết lạnh, rồi ngồi trên một chiếc ghế, ung dung chờ đợi. Vì không có ảnh, cô đã đặc biệt làm thêm một tấm biển hiệu màu hồng phấn, trông sẽ càng xinh xắn, bắt mắt. Bên trên viết ba chữ Niên Mách Tiêu rất to, bên dưới là một dòng chữ tiếng Anh, Tổ quốc chào đón bạn. Người đi qua đi lại lượm lượp trong sân bay, chỉ mình cô trông có vẻ là người nhàn rỗi, giết thời gian nhất. Đúng lúc vào lúc Tố Diệp đang ngồi nghĩ xem nên chào hỏi câu đầu tiên với cậu Niên Mách Tiêu sắp đặt chân tới Bắc Kinh nó như thế nào, chưa có một người vỗ bộp lên vai cô. Ngay lúc cô đang nuốt xuống một ngụm cà phê, thế là một cơn ho kịch liệt diễn ra. Còn chưa kịp nhìn rõ kẻ đó là ai để chuẩn bị tính sổ, bên cạnh đã có một người ngồi xuống, tự nhiên vòng quay qua ôm cô vào lòng. Tố Diệp vừa ho vừa quay sang lườm, đối diện với cô là mặt cười cợt của Kỳ Đông Nham. Cô nhất thời phẫn nộ. Anh định miêu sát tôi đấy à? Làm gì có ai yếu ớt như em. Kỳ Đông Nham tốt bụng vỗ lưng cho cô. Đỡ hơn chút nào chưa? Tránh xa tôi một chút, coi như anh thích đức rồi đấy. Đừng có xa cách thế, em không nhớ anh à, anh vẫn nhớ em mà. Giọng nói của Kỳ Đông Nham lời biếng và tùy hứng, rồi lại cướp lấy ly lết trên tay cô, đưa thẳng lên miệng. Lúc Tố Diệp phản ứng lại thì anh ta đã uống cạn sạch rồi, không còn cách nào khác, cô chỉ biết nhấn mạnh. Cậu chủ Kỳ kính mến, thứ nhất, cốc cà phê này tôi đã uống rồi. Thứ hai, anh phải nghèo tới mức phải đi cướp đồ uống của người khác à? Thứ nhất, người đàn ông của em cướp mỏ kim cương của anh. Thứ hai, anh thích ăn nước bọt của em. Kỳ Đông Nham bất chước giọng điệu của cô, Tố Diệp nổi hết da gà. Ghê tởm. Kỳ Đông Nham cười cười, đứng dậy, vứt ly nước vào thùng rác. Khi quay trở lại, anh ta vẫn thân mật khoác tay cô. Đừng nói vậy, anh sẽ đau lòng đấy. Tố Diệp chẳng hơi đâu nhắc đến nhiều lần với anh ta đạo lý nam nữ thụ thụ bất thân. Cô cũng mặc kệ anh ta,
dù sao thì cái gã kỳ đồng nhàm này mặt dày cũng quen rồi. Hình như gần đây anh không có mặt ở Bắc Kinh. Kỳ đồng nhàm mỉm cười nhìn cô. Vẫn còn để ý tới anh à? Không để anh tự mình si tình. Đúng rồi, ngày nào tôi cũng chờ đợi anh, mỏi mắt trông ngóng. Cô lườm nguýt. Vậy anh hôn một cái. Nói rồi anh ta xích lại gần. Tố Diệp không né, chỉ nước mắt, đợi tới khi môi anh ta sắp áp sát, cô bỗng từ tốn nói. Một giây trước khi anh hôn tôi, một giây sau tôi sẽ kéo anh tới công viên chơi trò chơi đấy, cô tin không? Bờ môi Kỳ Đồng Nham dừng lại trên phía môi cô, một lúc sau anh ta nghiến răng nói. Tố Diệp, em là bác sĩ tâm lý thì nên biết rõ, chứng bệnh sợ độ cao này, đàn ông mắc nhiều hơn phụ nữ. Tố Diệp mím môi. Thế nên em mới phải tích cực điều trị, nếu không sau này đi xuống cầu thang cũng run lợt cập. À, tôi vẫn không hiểu, tại sao anh không sợ ngồi máy bay nhỉ? Kỳ Đồng Nham ngồi thẳng dậy, không đòi hỏi tới cô nữa. Thế là bệnh của anh vẫn còn thuốc chữa. Tố Diệp cố tình giày vào anh ta, huých mạnh vào vai anh ta một cái. Anh ta trợn mắt lườm cô. Quay về vị chính đi, tại sao lại tới sân bay? Vừa xuống máy bay, nhân tiện nói móm một người. Kỳ Đồng Nham lại quay trở về dáng vẻ uể oải ban nãy. Tố Diệp ồ lên một tiếng, anh ta nhân tiện vừa lấy tấm biển bên cạnh cô, tấm tắc nói. Cũng may cậu ấy còn đọc được hiểu tên mình, nếu không nhất định sẽ đi lướt qua em. Câu nói này để lộ qua quá nhiều thông tin, tay Tố Diệp dựng thẳng đứng lên, một tia sáng lóe lên trong đầu cô. Không phải là anh tới đón... Cô gõ lên trên bàn. Cậu ta đấy chứ? Kỳ Đồng Nham nhắn nhít gật đầu. Tố Diệp kinh ngạc. Kỳ Đông Nham và Niêm Ích Ngạn suốt ngày tranh cãi với nhau, tại sao anh ta lại thân thiện với em trai của Niêm Ích Ngạn như vậy? Rồi cô chợt nghĩ, quan hệ của hai người này vốn rất lạ, nên việc Kỳ Đông Nham thân với em của Niêm Ích Ngạn cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Thế cô bèn đùa giỡn. Không phải anh định bắt cóc Niêm Ích Tiêu để uy hiếp Niêm Ích Ngạn đấy chứ? Cô chỉ muốn nói đùa thôi, anh ngờ Kỳ Đông Nham hừ một tiếng. Anh ta còn biết quan tâm tới em trai của mình sao? Sợ rằng kể cả Bách Tiêu cũng bị bắt cóc thật, anh ta cũng chẳng nhíu mày một cái. Tố Diệp sững sờ, hồi lâu mới nói. Sao có thể? Đây là lần đầu tiên Bách Tiêu về nước, em có thể tưởng tượng ra cảm giác của thằng bé khi một mình lớn lên ở nước ngoài, không có lấy một người thân bên cạnh không? Ngữ điệu của Kỳ Đông Nham trở lên lạnh lùng, câu nói này ít nhiều cũng khiến Tố Diệp bàng hoàng. Cô không nghĩ đây là lần đầu tiên Bách Tiêu về nước. Kỳ Đông Nham đặt tấm bảng sang một bên, nghiêm túc nhìn Tố Diệp. Anh vẫn chỉ có một câu đó thôi, con người Niêm Ích Ngạn không đơn giản như em tưởng tượng đâu. Tôi chưa bao giờ nghĩ ngấy đơn giản. Cô cảm thấy cần phải nói rõ ràng quan điểm này. Kỳ Đồng Nham lắc đầu. Ý của anh là em vốn không biết để đạt được mục đích của mình anh ta bất chấp thủ đoạn đến mức nào. Anh thừa nhận trong một số quan hệ làm ăn anh cũng có lúc bị ổi, tư lợi. Nhưng mà Niêm Ích Ngạn là người thâm độc vô cùng, không ai có thể tàn nhẫn bằng anh ta cả. Tố Diệp không đồng ý với lời nói của anh ta. Đồng Nham, anh không thể mang tiêu chuẩn kinh doanh ra để đánh giá một con người. Mặc dù cô chưa hoàn toàn hiểu hết con người của Niêm Ích Ngạn, nhưng trải qua thời gian gần gũi vừa rồi, cô biết rõ anh ta là người đàn ông xứng đáng để phó thác. Nói anh đàn độc, hà khắc, cô không phản đối, dù sao thì người thương trưởng như thiến trường, nếu như trở thành kẻ thứ để công kích, nhân phẩm thì sẽ không đúng. Nói thế này cho em hiểu đi, trong cuộc đời Niêm Ích Ngạn chỉ có việc... Vì thành công, vì lợi ích, anh ta có thể hy sinh tất cả. Kỳ Đồng Nham cười nhạt. Tất cả những gì anh ta làm, chẳng qua chỉ vì bản thân mình mà thôi. Tố Diệp nhíu mày giật chặt, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên thiếu kiên nhẫn. Em nghe chuyện công ty Tinh Thôi vô duyên vô cớ, rơi vào khủng hoảng kinh tế rồi chứ? Kỳ Đồng Nham bất ngờ nhắc tới một chuyện, nghe có vẻ không liên quan. Công ty Tinh Thôi. Tố Diệp nghe thấy rất quen tai, nhất thời không thể nhớ ra mình đã nghe thấy tên của nó ở đâu. Cô nhìn Kỳ Đồng Nham tỏ vẻ khó hiểu, còn anh ta thì nhàn nhã bắt chéo chân, dựa người ra sau ghế, chậm chậm nói. Tinh Thôi, Hồng Quang, Mỹ Hoàn là ba công ty giải trí, trong đó Tinh Thôi quy mô lớn nhất, cũng là công ty có nhiều lợi nhuận nhất, không có ít ngôi sao nổi tiếng ký hợp đồng với họ, kể cả Bạch Băng. Lúc này cô mới chợt nhớ ra, bảo sao cô ấy nghe quen tai. Sáng nay cô vừa nghe nhắc tới nó trên TV. Đây là một công ty quản lý cũ của Bạch Băng. Nhưng chủ đề này có nghĩa là sao? Tạm thời chưa nói nên toàn quốc, chỉ tính riêng Bắc Kinh thôi, mỗi ngày không biết có bao nhiêu công ty văn hóa, điện ảnh, quản lý đều là không trụ nổi. Các công ty mới cũng mọc lên như nấm sau mưa. Mới chuyện này thì có gì lạ lẫm? Kỳ Đông Nham dường như nhận ra suy nghĩ của cô,
anh ta lắc đầu. Ông chủ của cả ba công ty này đều là một người, em biết đấy. Tú Diệp vừa nghe đã ngẩn người, một lúc sau cô mới giơ tay chỉ vào mũi mình. Cô biết ư, hình như đám bạn bè của cô không ai làm ngành này cả. Kỳ Đông Nham kéo tay cô xuống, nghịch ngợm từng ngón tay, ngữ khí nặng nề. Chính là ông chủ Kim. Ông chủ Kim? Tú Diệp chớp mắt, giọng nói đầy bất ngờ. Ông chủ Kim? Đúng rồi, cô cũng nghe nói ông ta sở hữu mấy công ty giải trí, nhưng không ngờ lại chính là ba công ty này. Mấy năm nay công ty Tinh Thôi phát triển nhanh như vũ bão, thế lực không tồi, ông chủ Kim cũng đã bắt đầu nghiêng về hướng đầu tư. Nhưng không hiểu sao, chỉ trong vòng có vài ngày đã liên tiếp gặp vài thiệt hại nghiêm trọng. Các nghệ sĩ dưới quyền quản lý, người thì nghỉ việc, kẻ thì hủy hợp đồng, các hoạt động quảng cáo đại diện cũng gặp khó khăn. Các hạng mục đầu tư vốn đã bàn bạc xong xuôi giờ lại tan thành mây khói. Thậm chí các cổ đông của công ty cũng lần lượt xin rút vốn. Tinh Thôi đã lâm vào một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất từ trước đến giờ. Kỳ Đồng Nam nói nhẹ nhàng như mây, chỉ có ánh mắt là có một sự giễu cợt mơ hồ. Sống lưng Tố Diệp lạnh cóng, cô biết rõ Kỳ Đồng Nam không bỗng nhiên nhắc tới ông chủ Kim. Anh ta càng chẳng cần thiết lấy chuyện của công ty khác ra tâm sự với cô. Cô nuốt nước bọt, hơi nhéo mắt lại. Ý của anh là... Niêm Anh Ngạn đột ngột chuyển sang đầu tư vào một công ty văn hóa khác trong năm tới, cũng hủy toàn bộ các hoạt động hợp tác và các buổi triển lãm đăng ký với một số tạp chí thời thượng. Theo như anh được biết, anh ta cũng có quan hệ khá thân thiết với những người trong các ngân hàng đó. Điều thú vị là chủ ý của một mình anh ta đã thay đổi ảnh hưởng liên tiếp tới các hoạt động tiếp theo của rất nhiều công ty, trong đó bao gồm cả Tinh Thôi của ông chủ Kim. Kỳ Đồng Nham nhìn cô nửa đùa nửa thật, bỗng nhiên hỏi một câu. Tố Diệp, em nói xem, trên đời này có những chuyện trùng hợp đến thế sao? Hết tập 50. Cảm ơn các bạn đã nghe, theo dõi bằng hộ tim trong suốt thời gian qua. Mình là Oki. Ngày mai ở khu vực mình sống sẽ bị cắt điện để sửa chữa, nên có thể mình sẽ không đọc cho các bạn được. Mà cũng có thể là mình sẽ đọc nhưng mà sẽ phát ra mới muộn. Nên các bạn thông cảm nha. Các bạn like, share, subscribe, comment nó ý kiến để tìm cảm phát triển nha. Các bạn vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió, link mình để dưới phần mô tả để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.